Ok, hôm lên em. Hôm nay thì dễ trễ tí tối đói rồi, nên dắt chơi mà con game nào cho nó thư giãn tí. Game nông trại. À, trước khi vô game thì tiếp tục giới thiệu với anh em chuyên mục giveaway trước khi chơi game. Thì đợt này tôi giveaway con game nó tên là Piggy Test 2. Game này mới ra mắt trên Steam thôi. Giá 16 đô, khung cách hồi cổ. Thì tham gia đơn giản lắm, anh em cứ lên điền cái form này cái là xong. Điền cái form thì chỉ mất 5 giây thôi. Chỉ cần chép vô có email và điền cái nick VZ là xong đó, thậm chí không tới 5 giây nữa. Rồi, anh em nào tham gia thì cứ lên VZ tìm cái mà post của tôi lên. Rồi hôm nay sẽ chơi con God of Bacha này, để mở nó lên. God of Bacha đây. Game này thì lúc trước tôi đã chơi trên kênh của mình một lần rồi. Đây, anh em coi thử cái trailer là thấy nó thú vị rồi. Một game nông trại cũng mới ra mắt vài tháng trước thôi. Trailer nhìn nó rất là nhạt, rất là tươi không? Rất là ổn áp luôn. Thêm một số mini game trong game đó. Có kết hôn luôn nè. Đó, đây là nhà cửa gia đình với em bé luôn, ngắm cực quang luôn, rất là chill luôn. Soda đen thì lúc trước á, con game này lúc mà mới ra mắt vào khoảng tháng 4 á thì có tranh chấp với nhà phát hành, nên sau này ngay cái thời điểm ra mắt được cái vài ngày họ gỡ bỏ cái game trên Steam, mất khá doanh thu á. Thì sau lúc đó kiện cáo, cuối cùng thì game này được tiếp tục đưa lên Steam và phát hành bình thường bởi chính nhà phát hành Soda Đen luôn, và cũng bên làm thì bên phát hành luôn đó. Bây giờ Soda Đen nó nắm lại cái quyền chủ động của mình. Thì đây là lúc trước tôi có chơi game này một lần trên kênh Steam này, trên mà YouTube của mình rồi. Lúc đó chơi thì game này cũng vừa ra mắt thôi, chưa có dính cái vụ lùm xùm lúc trước nên vẫn chơi bình thường gần 3 tiếng đồng hồ đấy đó. Thì bây giờ sẽ tiếp tục chơi nhưng mà chơi bằng tài khoản khác nên không biết là nó có vô được không, vô chung với file save không. Với lại cái bản kia cũng ao đáp vậy, nhưng nhân vật này nhìn nó gớm quá. Ngoài ra thì tôi cũng tải thêm cái phiên bản dịch khóa thô của nó nữa. Dịch khóa thô rất là cái bản dịch mà nó xài gần như là Google dịch luôn á, chỉ có edit font chỉnh lại vị trí cho nó dễ nhìn hơn thôi, chứ không thể so sánh về chất lượng được. Thì cũng thử qua cái phiên bản dịch khóa thô đó coi nó làm sao. Đây, rồi chúng ta vô game God of Bacha. Mở màn hình bên đây đúng ta. À vẫn được nè. Đây soda đen. F-mod. Đây, lấy cảm hứng từ nhân loại, trò chơi này một tác phẩm hư cấu được thiết kế để gợi lên cảm giác tiền sử của con người và cơ dậy sự tò mò của bạn trong bối cảnh gia đình này. Các mô tả trong trò chơi thì không nhằm mục đích đại diện cho bất kỳ nền văn hóa, địa lý hoặc kháng thời gian cụ thể nào. Nói chung thì nó là tác phẩm hư cấu thôi, nếu có trùng hợp thì nó chỉ là ngẫu nhiên. Đây, chơi nói chữ nói này là continue tiếp tục á. Nhạc nghe rất là chill nha, đánh giác để lớn lên tí. Này âm thanh, cái này hình ảnh video nè. Tốc độ khung hình thì 60 đúng rồi. Kích thước con chó cho to lên tí. À, 3 là tối đa rồi. Thời gian ngày á, rồi chúng ta vô game. Bắt ở đâu, lưng á, phải chữ bắt nó dịch thành chữ lưng. Rồi chúng ta chơi nha, trò chơi mới chơi đơn. Cứ bây giờ là nó có tính năng co-op nhiều người chơi nữa, còn em mà có bạn bè có thể ngủ vào loading. Nhân vật này có bộ được nè, nhưng mà lại cái áo này nữa này không được. Tiếp đi vì con chung ngôn cung à, chung Lucian nữa kìa, quay tới Saiyan đổi là kiểu áo này. Đây đây này, áo có hai kiểu hả ta,
Sức kỳ vậy? Đâu có thấy hình xăm nào đâu. Rồi, gì được rồi. Ok. Nhìn giờ chúng ta hơi bụi bụi một tí. Mặc dù là game pixel nhưng mà tổng quan nó rất là đẹp nha, đêm giao thừa nè. Mùa đông đầu tiên của chúng tôi ở vùng đất này sắp kết thúc. Vì cái ngôi làng của chúng ta đang trở về từ cái đỉnh núi. Đây. Thời gian qua chúng ta đã đi đâu? Rất khó để tin rằng nghi thức thông hành là quá sớm. Thì ngôi làng này giống như một cái truyền thống ngôi làng khác vậy. Thì thoảng sẽ lên đây để bắt đầu cái buổi lễ hội gì đó. Trông như thì chúng ta vẫn trải qua cái sự kiện này chỉ vào ngày hôm qua mà thôi. Tôi tin là bạn sẽ có một cái vật tổ tuyệt vời nhất. Của gì? Của tất cả mọi người. Lên đây cầu nguyện lấy được cái vật tổ à? Hên xui. Bị lỗi lập chữ nè. Tôi có thể cảm nhận một cái điều gì đó rất đặc biệt từ bạn. Mình là nhân vật nào ta? Đây là người cầm cái đuốc nè. Tôi không muốn lễ hội mùa đông kết thúc tôi vẫn chưa sẵn sàng để đi ngủ. Vậy như làm cái lễ trưởng thành cho mình phải không? Một câu chuyện nữa, làm ơn. Vui lòng. Được rồi, thêm một chuyện nữa. Bắt đầu già làng này sẽ kể chuyện như cho con cháu chúng ta về cái cách mà chúng ta đến đây như thế nào. Tôi thích cách bạn kể câu chuyện đó. Trở lại khi mặt trời mùa hè vẫn đang làm ấm làn da của chúng tôi. Đã đến lúc chọn ngày theo cho cái gọi là cái nghi thức thông hành. Dạng giống như là ăn Tết bên Việt Nam mình không chừng đó. Vây Phát là pháp sư vĩ đại của chúng tôi đã hỏi đến linh hồn và nhận được một câu trả lời kỳ lạ. Bạn cần phải di chuyển. Không ai thì nên chất vấn các linh hồn, nhưng Vây Phát của chúng tôi. Why? Tại sao anh ấy lại hỏi? Hãy đi về phía đông tìm một cái cây rất là to. Cây con to chứ không phải cây sao nha. Có nguy hiểm đang đến gần và bạn cần đến đấy. Chúng tôi không biết cây ba cha nó ở phía đông cả. God of ba cha là gốc rễ cội nguồn ba cha tên con game á. Tên cái cây có tên chính vẫn là ba cha. Bây giờ thì cái dân làng không biết có nên đi hay không. Nên tin vào là cái những cái lời nói của các linh hồn gọi là mạo hiểm cái tự do của mình. Bộ lạc của chúng ta thì bắt đầu quyết định là thu dọn mọi thứ và bắt đầu chuyến hành trình. Họ đi và đi mãi. Những chiếc lá đồ thay mỗi tới là nãy là mùa đông rồi chuyển qua bây giờ tới mùa thu rồi nè. Thì thoảng thì nó bị lập chữ chắc lỗi mà cái phần mềm dịch thuật á lạnh và mệt mỏi chúng ta băng qua thảo nguyên không chắc là chúng ta có thể điều bộ được bao lâu nữa. Mẹ vô mau mút nè. Shaman của chúng tôi đi mạnh mẽ nhưng không phải là không mắc sai lầm. Chắc anh ấy đã có thể mắc sai lầm rồi đó. Và chúng tôi bắt đầu dựng trại. Mặt đất đang rung chuyển. Nó nứt toát ra và cây cối đang bị đe dọa. Động đất à? Con đường chúng tôi đi đến đã bị chặn và mùa đông đã quá gần để có thể quay về. Nói chung là không còn cái lối thoát để trở về nữa, quyết định là đi tiếp thôi. Bộ lạc thì quyết định làm một cái điều tốt nhất. Một số người xây nhà, một số người thì đi thu nhập cho thức ăn cho mùa đông. Dạng đi chắc là đi hái lượm thôi, với săn bắn thôi. Vây vắt thì rời khỏi nhóm. Tới dịch cái tên tôi thành chữ Nguyễn luôn. Trời ơi, cái phần mềm dịch thuật này. Thằng N theo anh ta vào một khu rừng gần đó khi nhận thấy sự vắng mặt của Vlad. Pháp sư của chúng tôi đã rất là quản trí. Sao anh ta có thể khiến mọi người rời khỏi nhà của họ chỉ để mắc kẹt trong một vùng đất xa lạ? Nhưng nay, họ đã nhìn thấy nó, một cái cây khổng lồ có tên là Ba Cha.
chúng tôi đã tìm thấy ngôi nhà mới. Đó, giới thiệu đầu game God of Bardia, nhạc thì nghe rất là chất lượng luôn nha. Tôi vui là chỉnh chỉ chất lượng luôn. Rồi, mình đang ngủ thôi. Sống với hai ông bà, không có kể gì về nguồn gốc của mình hay là cái gì cả. Mùa xuân đã đến. Một hai tháng nữa thì đến đất ta thì chắc cũng là mùa xuân đó. Tôi biết điều này kỳ lạ nhưng chúng ta có thể trồng thực phẩm từ những hạt giống hoang dã như tại đây. Đầu tiên thì chúng ta phải dọn cánh đồng này đã. Tôi ước mình có thể giúp đỡ bạn nhưng mà cái tuổi tác của tôi không còn trẻ nữa. Rồi, nói chung là mình chơi mấy con game nông trại thì ban đầu mình sẽ đi làm coolie thôi. Hai ông này là không phải hai vợ chồng mà hai chị em nha. Trưởng làng với phó trưởng làng ạ. Đây là đống đúc AD di chuyển, còn đây là hạt giống, đây là công cụ của mình. Đây là cái điểm cống hiến, dạng như cái điểm đóng góp á. Đó. Tamina là điểm thể lực. Thì mỗi ngày mình sẽ bị tụt giảm Tamina lần lần. Đây là người đầu tiên đến trang trại là tìm nhà trồng thu hoạch 4 cây trồng gần nhà. Em này rất là lực nha, nó dùng tay có thể cân hết mọi thứ luôn, đập gỗ cắt cỏ rồi thoải mái, đập đá được không? Được luôn. Mình trồng giá cái ô 44 rồi, đúng rồi. Anh em thấy tay không mà cuốc đất đập đá trồng cây rồi. Ở rồi, đây cái nhiệm vụ là chí duy của mình. Người đầu tiên đến trang trại mùa xuân 1 năm 1 là hôm nay thứ hai, tìm hạt giống hoang dã trồng và chăm sóc chúng, sau đó là thu hoạch trồng 4 hạt. Bây giờ mình phải đi đến hai cái địa điểm này. Mày nó du là bạn, dịch ra là bạn, mày mày cái gì? Mình sẽ đi đến địa điểm nhìn này, chắc là đi tìm hạt giống thôi. Quy là trước. Nghi thức thông hành 1 là gia tộc đang chuẩn bị nghi thức thông hành cho mình vào ngày mai. Nói chuyện với các thành viên câu lạc bộ, đủ nói chuyện đủ 27 người hả? Trời ơi, nói tới khi nào? Đây còn cái gì nữa nào? Cái này là những cái tutorial hướng dẫn cho mình thôi. Chặt gồ laser gần gì ba cái đó. Cái này là cái gì ta? À, cái đồng hồ. Cái này là cái đồng hồ. Ủa, đi hơi xa hay gì vậy? Không, cái nhiệm vụ ở đâu? Đây, mình chỉ cần đi qua bên phải là đi xuống cái nhà thứ ba dưới. Ngay bên phải cái ngôi nhà của mình luôn á. Đây à, à đây đây, đây có mấy cái cây nè. Đó, tìm được hạt giống cà gót. Thu nhập hạt giống từ chính cái loại thực vật hoang dã bằng cách thu nhập thu hoạch chúng. Nghe. Sử dụng cái mà bàn tay rìu á. Cái rìu tay. Xới đất những bị dòng đó như hồi nãy mình làm, mình dọn sẵn cái ô 4x4 á. Chọn cái hạt giống trong ba lô và gieo nó. Sử dụng cái mà cái túi da chứ nó ở trong cái bộ dây đai công cụ của mình và tưới cây. Một vài ngày sau thì bạn sẽ thu hoạch được sản phẩm. Rồi tiếp tục là lấy những cái hạt đó gieo trồng để tiếp. Có con heo nè, bốn loại lận, bây giờ mình chỉ có ba à. Ở đây nữa nè, bốn thì trồng bốn thôi.
Hồi nãy nó chỉ mình xuống đây phải không ta? Đây dưới có những ngôi nhà thứ ba này cái gì nè. Đây 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 có trái nữa nè. Cà chua, đi vào làng trộm cà chua với dân làng. Cây này thì chưa có đủ lớn. Chào ông lão. Ủa nhà mình đâu? Bên này, bên này. E Q 1 1 E dọn trái cà chua. Năm ít năm đi. 5x4 20 trước đã. 1 E 1 E Rồi, bây giờ mình xuống sông lấy nước. Mình có túi nước chưa ta? Để bắt đầu câu cá thì đừng đứng trong nước rồi sử dụng cái diều tay, cái này đa di năng luôn á, làm cái gì cũng được hết. Di con chỏ của mình vào con cá và kích hoạt mini game. Rồi có nói chung là am vào con cá. Đây, cái thanh dưới cùng cho biết khả năng bắt con cá đó, mình có thể thử vận may bất cứ lúc nào hoặc chờ đến khi là đến quán bar. Nếu con cá nhìn thấy mình nó sẽ lơ lửng ở bên ngoài. Cá đâu? Đây nước của mình đang đầy nè. Làm gì cùng nhau. Rồi ok, nói chuyện với em Theo đó. Em Theo đó ngay cái nhà dưới này. Ở đâu? Ông Theo đó nãy là nằm ở đâu quên ta? Gì? Chữ gì? Quên hoài à? Và ngay ngay cái nhà luôn. Đây, có dấu chấm than là đứng kế bên này không nhận ra nữa. Chào em. Tương tác lúc nào ta? Ép à? À, bấm chuột trái vô. Cái này là tình nhân chứ không phải là đối tác nha. Chữ partner á. Có hai người con tên là Mana và Noka. Hôm nào dịch ra không KK. Bà Theo này, nhìn cái hình nó trẻ như thôi với già đó. Bà Theo này là vợ của thủ lĩnh gia tộc, người tổ chức của tất cả lễ hội, vợ của trưởng làng á. Trời ơi, bì khóc ơi, có rất nhiều việc phải làm nhưng chúng ta cần rất nhiều đóng góp để chúng ta muốn phát triển thịnh vượng cho cái vùng đất mới này. Nếu bạn có thể đóng góp bằng ba cái mục khác nhau, điều đó rất là có ích. Đây là đỏ, xanh, vàng. Ba cha được biết là một ngôi làng làm việc cùng với nhau, tất cả các thành viên của gia đều là một cái thành viên của cái gia tộc ba cha này. Mình sẽ càng đóng góp thì ngôi làng nó càng thịnh vượng. Mình có thể góp bất cứ cái gì mình muốn đóng góp vào trong cái hộp đóng góp này. Đóng góp thì có thể được sử dụng để trao đổi với mà các mà sử dụng từ bán hỏi ta. Ngôi làng của bạn đó là những thành viên có đánh giá cao công việc mà những người kia khác đã làm. Thịnh vượng là tổng các đóng góp của mình đó. Và phần còn lại của gia tộc nó không được chi tiêu với nhau, không được trao đổi.
chỉ có thể thăng tiến thôi. Cái này là dạng như là cái tài nguyên chung á. Đây, cái thịnh vượng càng cao á thì càng có nhiều ý tưởng. Ý tưởng là dạng như là cái mấy cái phát minh sáng tạo và đóng góp cái sự phát triển của cái gia tộc mình. Đây, đóng góp ba mục khác nhau. Gì đây? Con gì đây? Chưa đủ mà thân cận với nó, nhìn nó thôi. Sói đen tên là Becky. Rồi bây giờ mình làm gì nữa? Hiện tại là mình có gì trong ba lô ta? Bỏ cục đá vô được không? Đây một điểm đóng giá nè, nó là màu đỏ. Chộp nữa chứ. Đây, cống hiến hai cục đá. Nhưng mà cảm ơn tôi đi chứ. Rồi bây giờ mình làm gì nữa đây? Trò chuyện với 27 người. Cái này thì chắc nhiệm vụ cuối á. Thu hoạch cái vụ mùa, làm việc cùng nhau. Còn bây giờ là thời gian mình đi chơi thoải mái. Chào em. Trời ơi, đừng có dịch mấy cái tên kia. Em gái của một nhạc sĩ gia tộc, cô ấy rất là thích chơi nhạc. Em này cũng được. Tôi không muốn sao chép lại đề nghị của Yêu đó, nhưng không có gì là phù hợp. Em này tên là gì ta? Nhảy múa cùng nhau á. Rồi em nói khinh mình ra thẳng mặt luôn. Thanh niên rút này dạng như một nhà thiết kế thời trang, có cha là Oka, mẹ là Jiyu. Đây, múa mặt gì mà vo hừng hừng đối tác con ghiêng chắc là tái hôn rồi. Dali là người chăm sóc những đứa trẻ của cái gia tộc, cô ấy rất thích chạy chúng về thế giới của bên ngoài. Thì Dali này là kết hôn với ông God rồi, mình không có mà cửa vô rồi. Ăn được không? Game này có chỉ số đối kháng hay là gì không ta? Chào hai cháu. Mana là con gái của thủ lĩnh. Đó, là bì bì là cái bà nãy vừa nói chuyện với mình cho nó ghim là trưởng làng Nokaka. Jeff nhạc sĩ của gia tộc, nãy thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Ata là con bé ngồi ở bên cạnh cái đống lửa nãy mình rủ nó nhảy mà nó khinh mình á. Được nhiêu người ta? 6 trên 27 nè. Hiện tại thì mình vẫn chưa có gì làm cả, chắc là tiếp tục đi dọn cái bãi đó thôi. Chào ba. Maria là người bà nuôi dạy cho mình và những người theo dõi thời tiết. Mày, bạn, cháu nuôi. Rồi. Cô bà cho mình một bông hoa nè. Ngày mai sẽ rất đặc biệt, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Chắc ngày đầu đi làm nông vất vả tí rồi đi ngủ thôi. Làm cho hết thể lực luôn. Tiết kiệm.
làm luôn cái đường đi. Rồi, mình cần phải nghỉ ngơi hết thể lực rồi. Đi ngủ thôi. Giường nào của mình? Đóng góp của nguyên một giáo hội là 1.000, thịnh vượng của gia tộc là 2.006, đóng góp của mình là 2 cục đá là 2 điểm. Cú nha nha. Sếp đang sếp game á, chứ không phải tiết kiệm đâu. Nghi thức thông hành của bạn, gia tộc đã đi xa cho mừng cất nhà này. Nhanh vậy. Vui vắt nè, là cái ông mà gọi là cái pháp sư của này đó. Lần đầu tiên tôi hỏi ba cha điều ngày này. Cô ấy đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi ngôi làng. Đó là đang kể về cái hồi quá khứ nãy hồi tưởng đó. Là cái em này tên là cái gì nãy nè. Quá ông này á. Người đã ban tặng cho chúng con một cái vùng đất an toàn và cho mình như thế này. Cô ấy đã cho chúng tôi rất nhiều. Tự nói đem mình hiến tế nha. Chắc không đâu. Rồi bắt đầu cái nghi lễ cầu, chắc là chúc phúc trưởng thành cho mình hay gì đó thôi. I born fed và nó đó, no caca nè. Giờ nó không có dịch, chứ không có dịch ra không caca nữa. Với những tảng đá của caca, tôi sẽ khám phá ra sự kỳ diệu của âm thanh. Hôm nay là ước mơ trở thành cái nhà viết nhạc. Hôm nay tôi sẽ cung cấp cái tác phẩm đầu tiên của mình, nhạc cụ đầu tiên. Thì luôn kìa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng gầm của cái là sư tử hang động. Trong vùng biển của Flacha, tôi đã học được cách quan sát chuyển động của những loài cá. Đây, món cá ưa thích. Thanh niên này là đầu bếp hay gì đó? Đầu bếp chứ không phải là ngư dân đâu. Còn mình thì chưa biết nên phát triển theo hướng nào. Gấu. Em này là sư tử, trong hang còn này là gấu. Còn mình là cái gì? Tưởng nói tôm tép gì? Nốt này là đầu bếp không? Nô ca ca. Lợn. Có cái gì trong tay đâu, em mới vô game có nửa ngày thôi. Cái này là món ăn tăng stamina cho ngày mai. Cái này là tăng tình bạn, cái này là tăng may mắn. Cái này là trồng cây lên nhanh. Không, trồng cây đấy. Cây của bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Mình là thần bảo hộ của cái gì đó. Trong nhiều thế đại, chúng ta đã được hướng dẫn bởi linh hồn của động vật. Nhưng cách đây rất lâu, Pha Cha đã lần đầu tiên là giúp đỡ những nhân loại khỏi các vì sao, đưa nhân loại lên đến các vì sao. Phương cái gì? Linh hồn của mình chính là linh hồn của cây ba cha luôn. Rồi, xin phép anh em tôi làm trưởng làng luôn nha. Các thần dân quỳ xuống. Đây, bắt đầu lễ hỏi. Hệ thống của mình sẽ phát triển nhanh hơn cho mùa xuân đầu tiên.
là kẻ buôn chuyện của gia tộc. Cái này là bạn già làng, cái bà hồi nãy là kể chuyện cho mình lúc cái chuyện đầu game á. Bị bắt là vô đa hả? Ghi là cái bà nãy là bà nuôi mình mà cũng rồi đấy, anh chị em với vo và hừ hừ đang ghi vào hết. Chào em. À, đúng là ngư dân thiệt, còn thằng Vipass hồi nãy mới là đầu bếp. Chào chị Mana. Con lợn hay là con ngựa sẽ làm một nhà lãnh đạo? Con lợn hồi nãy là nấu ăn, còn con ngựa thì năng sức lao động và hưởng thụ hay là làm việc. Làm việc à, không cần gì đâu, chọn bừa thôi. Đây là chùm là trưởng làng là Gin nè. Gin này là trong cái tổ chức áo đen á đó. Ada hả? Đẹp cái gì? Nhưng mà chắc cũng cao tuổi rồi đó. Trong game này thì tài không đợi tuổi đâu. Rất nhiều điều suy ngẫm về một linh hồn gia tộc cổ xưa. Ai đây? Đứa trẻ đầy tham vọng. Chào cháu. Này con nít nhiều quá vậy. Ai đây? Đâu ghi chúc mừng. Linh hồn của mình là ba cha. Hai vợ chồng ta. Về không ơi? Đi, về. Bạn chơi tùy tùng nhiêu đó đủ rồi. Gì đây? Vũ, mỗi lần một tên ở Vũ. Nắm nè, nắm nè. Nắm này trồng được không ta? Thành tựu gì à, được cái cha được rồi. Con này con gì mà nhìn dễ thương quá chứ. Rồi ý tưởng yêu cầu cái tình dưỡng mình đi nhặt cái gì đó đóng góp thôi. Đâu vậy? Cái làng kéo vô rừng ăn chơi hả? Cần có một công cụ mạnh mẽ hơn để đốn được cây đông á. À, cây này đốn được nè. Để coi nó ra gì, đừng nó ra gỗ nha. Tốn hơi lực quá vậy. Trời ơi. Rồi nó ra 8 gỗ thôi, không có giá trị gì hết. Đây là cái gỗ cục hả? Gỗ cục. Mấy cây này nó có hạt thông ở trên nè. Đây có hạt thông nè. Chưa được, chắc phải có cái gì đó để can thiệp vô được. Cà gót mình có rồi, hoa vàng mình không lấy được. Oka về nói chuyện với Oka để bác biết cách mà mình tiếp quay tay, để biết cách mà hấp dẫn mấy con vật này.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là đây. Hoa đỏ. Lắm. Chắc là ba cái màu để mình cống hiến á, ba cái màu cống hiến rồi. Thì một cái nó sẽ là thực vật, một cái là động vật. Còn một cái còn lại thì chắc là cây cỏ, mấy cái vật tĩnh như là đá đâu nè. Gì đây? Mình chưa có vô đó được. Còn bên này là cái gì? Chưa can thiệp được luôn. Về thôi. Đây là con đường tắt về làng, mình có muốn quay lại không? Tại em với anh ơi. À, thanh niên này như cư dân nè. Đi gặp Oka. Đi thẳng qua hướng Tây luôn là gặp Oka thì đang có ý tưởng gì đó để mình có thể tiếp xúc được với mấy con mà thú trong làng. Khả năng là ông đó là thợ săn nên cho mình cái kỹ năng săn bắn hoặc là cái gì đó. Chào sư huynh. Giống cái nhân vật gì trong trong game Genshin ta? Cũng thanh niên đầu sói á. Bạn cũng thấy nhân vật xinh đẹp đó, nó không sợ hãi nhưng cũng không chú ý đến mình. Tôi nghe thấy nói là phản ứng đến những cái tiếng chim hót, vì vậy ta đã yêu cầu soạn một bài hát khi ở gần. Giọng hát tuyệt vời của ông ấy gần như không hoạt động. Đây, có 20 chiếc sơ thực vật thì đưa cho ông này nghiên cứu, rồi ngày mai quay lại. Là ông sẽ cho mình cái nhạc cụ đó. Bây giờ thì cái bông này 20 điểm cống hiến, 13 điểm cống hiến. Mười bốn điểm cống hiến hả? Cho hết luôn. Tám. Có thể tập hợp làm sao ta? Cây của mình chừng nào mới lớn vậy? Hình như là quên tưới nước vậy. Làm gì đây mấy cụ? Gọi biết rồi. Tối ngày cứ đòi đô nét. Ý tưởng mới không đến với xong nữa là sao? Rồi, nói chuyện với bà Vonda này. Ngay hướng Đông Bắc danh luôn. Chắc là có xe nước à. Ta làm cái giếng nước đi đến sông để mà lấy nước hoài thì rất là mệt mỏi. Khi nhắm mắt lại thì tôi hay thấy tiếng nước dưới lòng đất, mạch nước ngầm đó. Tôi tự hỏi có cách nào tìm được nó không? Đây. Nghiên cứu luôn đi vậy. Đó, nếu chúng ta đào có thể chúng ta sẽ chạm được đến mặt nước, nhưng làm thế nào để chứa nó? Không cần chứa đâu, cứ mà mỗi lần chài thì thả dây xuống lấy thôi. Mình trồng có 10 cái cây là khổ gì nè. Ê, sao tự nhiên tưới nước cho nó? Mấy đứa nhóc chơi ở sông nguy hiểm vậy. Rồi nhóc gì đó, đứa trẻ là một phước lành đúng rồi đó. Con cá nào?
Rồi, thằng này nãy đi bên làng với mình về nè. Gì đây? Thằng xem tái nhạc là anh của con bé tóc vàng hồi nãy đó. Ghost có thể bán một thân cây trên vai khi anh ấy còn nhỏ, hai vai là hai cây hả? Không thấy con cá nào hết ta. Đứa trẻ lớn nhất trong số những đứa trẻ người muốn trở thành thợ săn. Tôi sẽ trở thành con sói đương đầu. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy mình quân đương dương đi chơi với sói hả? Hai đứa này hợp nhau lắm đó nha. Trời ơi, cái ngôi làng gì toàn đá như gỗ vậy? Chắc đục cái đường qua bản luôn. Hết thể lực thì về thôi. Game đúng làm cu ly không? Mấy game dạy là gì đó. Ok. Nuốt được cá khô của bà không? Người bạn yêu thích của tôi là búa. Là cái búa của mẹ thôi. Anh ấy lắng nghe những gì tôi nói và nghĩ tôi kỳ lạ. Em có hết cùng không vậy? Rồi về làng thôi. Đồ cỏ nó mới mọc lên nữa hay gì nè. Làm cho hết thể lực thì đi ngủ. Mình là con người của công việc chứ không phải là lười biếng. Rồi đi ngủ thôi. Ngày làm việc 4 tiếng rồi đi ngủ. Mỗi ngày câu lạc bộ đóng góp tới 1.000 lần. Còn mình, đó đợt này cũng 60 nè. Lên 63 đã. Mùa xuân thứ 3 năm 1. Đây, Oka hồi nãy đã cho mình lên ý tưởng rồi đây. Tôi xuống đây, một đây, một ở đây. Đóng góp đủ chưa? Bì ở ngay cái làng này. Có khi là mình đóng góp đủ rồi đó. Cây lớn rồi nè. Đi tới càng cái nữa. Không chừng tí nữa mình làm được cái giếng nước rồi đó. Mà sao không thấy con cá nào trên đây với anh ta? Đây, sang bà Volca trước. Cái bà mà mình đóng góp cho bà đủ 3 món rồi nè. Lấy bất cứ cái gì mình muốn à. Bà này bà trồng nguyên một cái khu rừng luôn rồi. Đây 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 bà ơi.
Tôi đã có máy sấy năng lượng mặt trời là cái vàng phơi khô đó, nghe cái tên là rất là bá nha. Mở kho của mình có thể chế tạo từ bất từ cái khe trống nào trong cái ô chế tạo đó, đặt dược phẩm vào, sau đó chế tạo đồ vật. Không hiểu cho lắm, chả hiểu gì luôn. À đây là cái gáp con đường đất gỗ, đường đá. Rồi có hai cái luôn mày. Cho không? Bất kỳ trái nào, bất kỳ thịt nào để làm khô nó. Trong ba lô mình chẳng có cái gì cả, chỉ có nấm thôi. Thì lấy nước tưới cày tiếp. Cuộc đời nông dân nó khổ cực. Tôi nhớ hồi trước chơi là chỗ này có cá nên mình bắt, mà không biết sao bây giờ nó nhắn que nha. Biết cây nào mới lớn nữa, chồng chồng nữa chồng mãi. Ủa vô can kế bên nào. Vodka ơi, vodka. Đấy không? Ủa gì là rồi á? Ủa Buda là cái bà nâu nâu, bà tóc nâu nâu. Bà ở đâu rồi? Đúng là nhà của trưởng làng có khác, nhìn tốt lên có vẻ khí chất giàu sang. Ơ ủa kế bên mà. Rồi bãi đâu? Bả đây, đi xuống đây. Titi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tổ tiên của chúng ta đã bắt chước những loài chim để đến gần con mồi. Những tiếng khuyến sáo phù hợp, các con vật sẽ không bỏ chạy. Tôi đi yêu cầu Arket làm cây sáo đặc biệt này, chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động tốt. Đây, mình nhận được cây sáo. Thử nó như kết bạn mới, lại gần con vật, tiếp cận động vật hoang dã và tương tác với nó. Ok, chơi 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 nhỏ thôi, mỗi lần hoàn toàn hòa hợp mình có thể động vật sẵn nói kết, nói chung là tình bạn đấy, sau đó là đem nó về nhà cho chăn nuôi. Tốn thời gian á. Rồi bây giờ vô rừng. Phép này nó múc dưới kia kể nó đi. Đây bà này ở trên bờ xong nữa chưa? Lên luôn.
cái hòn đóng góp nó mới khèo mình cái rồi. Donate anh ơi, donate. Đó. Giếng. Đó, bây giờ mình đã tạo được cái giếng. Gì tự nhiên đứng múa chị? Rồi mình đi vô gừng mình. Ủa? À, con chó đây thử nói luôn. Sao bỏ đi vậy con quỷ này, mày nhớ tao nha. Đúng là chảnh chó luôn á, nghĩa đen luôn. Không có con cá nào luôn là sao tao, hay là mình phải có cần câu nữa. Heo ơi, hu ơi, gà ơi, chó ơi, vịt ơi, bò ơi. Ai đây? Nhà sản xuất quần áo và thắt lưng, tế tổ. Dường như có điều gì đặc biệt ở miền đất này. Đây là tâu tầm phải không? Ông này cũng trưởng làng phải không? Làng này sống mà chiêu quá ha. Cây này nó có cái gì ở trển nên chặt nó thử coi. Cũng chỉ là gỗ thôi, bên này có cây gì nữa nè. Hạt đậu. Rồi rồi rồi, anh cầm cái giáo lên chơi đi. Có con thỏ như này không? Tôi thích con heo hơn. Con thỏ rất là bắp đâu. Đây nghe, cắn luôn đó. Sao vậy, sao các bạn đã bỏ đi? Nghệ thuật. Tôi đọc một thi sĩ. Bắt luôn con nhỏ. Ủa ông kia đâu đó? Mình được con nào với con nào rồi? Con này đang ngủ hả? Ngày mai bơi lại tới này. Con màu trắng nè.
nãy giờ chỉ có một bài nhạc mà thôi, nghe lần đầu thì thấy ấn tượng hết á, nhưng mà nó lặp lại hơi nhiều rồi. Còn một cái nút nữa nè, con này luôn, chờ tứ để nghe nhạc nè, đàn gãy tay heo. Nãy giờ 3-4 ngày mình chưa có ăn uống gì hết nha, không biết chứ cái dân làng này nó thích khí trời mà nó sống hay gì. Hấp thu linh khí thiên địa. Chắc lại dọn vòng này về thôi. Nãy giờ mình lấy được rất là nhiều hạt cà rốt rồi. Ý, con gì vậy? Hết nhạc rồi, mai anh lại lên đàn cho mấy đứa nghe. Quy noa, quý nọ. Cây nhỏ xíu à, có hai đá, hai gỗ à. Chưa có đủ trình để đi vào đây con game nó gì á, không cho thôi về. Nhà có giếng rồi, khỏi cái này đi. Không thấy con cá đâu là sao đó. Có khi nào là bớt game không? Nghe nhạc không Minu? Nó không phản ứng gì luôn. Rồi đi cống hiến tí rồi về. Cho hết luôn. Tôi thích câu cá nhưng không chắc mình đã sẵn sàng có thể làm được điều đó. Rồi mình có đi bắt 3 con cá đó. Chưa có thu hoạch được. Rồi mình chỉ còn 2 nhiệm vụ thôi. Chưa cây nào lớn để thu hoạch cả. Có khi cái bản diệt quá này nó lỗi á, nên không thấy con cá nào hết. À, phải đi ra bờ sông rồi bấm vô. Con cá là 4 sao không? Con nhím
con này con nhím. Con cá kể ra cũng nhàn. Thôi bắt mấy con bốn vạch thôi. Con này ba vạch chơi. Không có thì bắt tạm. Có con nào bốn vạch không? Còn mấy con mà ba vạch như thế này. Không con nào bốn vạch cả, còn ba vạch thôi. Bắt nhiều nhiều gần chục con đi, làm cá khô luôn. Nãy giờ bắt toàn được nhím không à? Nhím biển. Nè, bốn vạch nè. TikTok hả? TikTok thôi à. Được cái thẻ. Được cái thẻ đi bắt cá. Con này 7 con này được rồi. Trời sắp tối luôn rồi. Đi đô nét 3 con. Hồng công đức. Đây là cái hồng công đức. Đó vừa lòng chưa. Con này xịn nha, tới 37 rồi. Con này có mười mấy thôi. Rồi đi ngủ. Về làm cá khô nữa chứ. Đây, lên đây làm cá khô. Nhím khô. TikTok khô. Hôm nay làm việc tới phiêu luôn. Rồi dân làng đóng góp tới 1.200 lận. Mình cũng góp 100 vô đây rồi, đó, có mèo đâu. Các hang động đang vẫy gọi, một năng lượng dường như đang chảy trong các hang động. Là cái hang động nãy mình đi vô nó báo mình không đủ trình đó. Đây nè. À, cái cửa này mở nè. Ok. Tôi sẽ qua. Em cứ minh từ mưa hả? Đồ mình phải khôn. Rồi toàn hết là gì vậy? À không, nó khô rồi. Hai cái đó là hai luôn. Ờ à, mưa rồi, đỡ phải tưới cây.
Rồi, sạch sẽ rồi đó. Đi thôi. Đi bây giờ đi qua bên gần bến, thổi sáo cho tụi nó nghe. Bắt vài con cá. Xong rồi đi vô cái hang động. Đây nè. Phép này có quà cho mình đó. Quay lại coi có cái gì. Cho thì lấy, trời mưa gió mà vẫn đốt lửa chạy xin quá ha. Phép ơi, phép. Bứng cây của anh phép luôn. Cây mình trồng tưới nước đầy đủ á, thì nó lại không phát triển bằng mấy cái cây nó mọc hoang như thế này. Thật tuyệt khi có một cư dân khác ở trong gia tộc. Hồi nãy là mình donate ba con cá nên giờ mới nói chuyện. Nó cũng hoạt động với cái tủ thịt, dạng như là cái tủ lạnh nhá. Ủa sao lại có cái giếng nước ở đây? Trời ơi, trùng rồi. Cỏ chỗ này sao nó lỏng ngang cái gì? Em đi trong cơn mưa. Trong cơn mưa chứ. Khói còn cái này là phơi khô. Rồi đi vô gừng đã. Chưa có đồ đổ nát đâu. Đừng có đòi. Trời mưa trời gió phải băng gừng lội suối. Bắt dạng cá đã. Bắt 4 con đi. Cá này nhạy cảm quá vậy. Bầu gừng. Đây có con dê, ở trên đây có con heo. Dê đâu nè, chưa tới. Vừa hướng đông đông bắc một tí nữa. Đây. Nhạc dê ơi.
tim. Đây, xuống thử con thỏ nha, nó thỏ con cá. Thỏ ơi, thỏ vàng đi ha. Nên là con tim mà bấm hộp nhiều mỗi cáo quá hả? Mấy con heo đâu rồi ta? Mấy con heo nó nằm ở trên cái đồi nữa. Con này không phản ứng cái gì, bài của con thỏ đã nghe hay hơn, tươi vui hơn, có thấy hay hơn. Xong một con. Đi về nói chuyện với thanh niên kia để có thể tạm được mấy cái con thú này. Đầy túi hả ta? Ăn luôn sao? Hoa hồng hồng, kêu hoa hồng hồng. Cái gì đây? Giống con tê tê quá vậy? Con to, to to. Con tu nó dịch là con đến. Có một nhà lữ hành. Con đon. Chỉ cần làm như những gì chúng tôi đã làm. Tôi không nhớ lời thoại của mình. Không nhớ đừng có diễn ba con ba màu nè. Tôi đã được nhắc đến điều này. Tốt. Đừng quá làm màu gì nó. Tôi muốn hay tôi không muốn những gì thôi. Tự nhiên đi vô đây thấy ba con tê tê nói chuyện với mình. Hang động là một mê cung. Nhưng nó được xây dựng bởi. Để kiểm tra mình thôi. Nó không dễ nhưng mình có thể làm được điều đó. Vượt qua những thử thách này. Mình sẽ chứng minh được sức mạnh của mình. Ok, giải đố hả? Phá hủy những tảng đá. Spoil, con này spoil lên. Chúc may mắn, ok, bye.
mấy cây thì có cục đá này nằm trong mấy cây nữa thôi. Đập thử cùng này. Nó tiếc là sai. Cục này nó có màu khác nè. Khả năng nó là những cái cục khác biệt nhau nhất. Làm sao ta? Cây thông nè. Cái cây gì nè, cái cây gì nè. Chữ G ba cây nè. Cây thông giờ lụ. Một số thắt lưng á. Thường nó sẽ là một thứ khác biệt với những thứ còn lại nhất. Mình không đủ thể lực để đập hết cái khu này đâu. Sao toàn quan hết không vậy nào? Kìa mở được luôn cả. Bye bye. Quy bảo tiên sinh đó. Tôn linh vinh vật tổ này với những gì nó mong muốn, bạn sẽ được coi là xứng đáng và có được sự chú ý của nó. Trước khi yêu cầu sự ưu ái của các trợ tổ, phải cung cấp tình bạn mình với một món quà. Gợi ý là những bức tranh trên tường, những biểu tượng phù hợp với các trợ tổ đó. Hiểu rồi. Mình phải cầm mấy cái món nó vẽ trên đó, đưa đem vô đây. Hai ba bốn hạt tông. Cái này giống như trái dứa vậy không ta? Này giống lúa, còn cái này giống cây dừa. Chả phản ứng luôn. Giờ mình chưa có đâu, mình về thôi. Chừng nào có đủ tài nguyên thì quay lại sau.
Bye bye mấy chú TT. Chị về trước đây. Bye bye mấy đứa. Bây giờ chắc phải có ghi ghiều hay là cái gì đó. Chứ cái này của mình bây giờ nó không làm được rồi. Giờ đi gặp hai thanh niên kia, coi có ý tưởng mới về cái gì đó không. Làm tí con cá bạn. Đi con bún, bún hột. Làm về con đó, đem về đu nắp. Hôm nay mưa cả ngày, không biết mấy con cây của mình nó có lớn không. Rồi, thanh niên ngồi thiền dưới trời mưa. Chân than ở đây. Ok, chắc ở trong nhà rồi. Hai bên đều ở trong nhà luôn. Trời sắp tối rồi, mấy đứa trời tối với trời mưa nữa vô nhà. Đông vui quá vậy. Rồi ok. Đó bây giờ mình có thể xây được 40 gỗ ok. 2 ngày. Ba cái ghế. Ghế là lấy ở đâu ta? Thể lực đi về thôi, bỏ mấy cá ở đây không khói. Rồi đem đi donut, nhịn ăn nhịn mặc đi donut cho làng á, thấy không? Anh em thấy khổ không? Nghèo như con cá kèo nhưng vẫn đi đu nát. Biết nào cây nó mới lớn vậy. Thôi đi ngủ thôi. Mai đi bắt thú, làm cái chuồng thú xong rồi đi bắt thú.
đó cống hiến ngày mỗi ngày một tăng theo đúng tiến trình luôn rồi, không có khối hiệu gì mới ta, dân làng bữa nay hiền hòa quá vậy. Đi cây lớn rồi nè, chào ông. Mới 24 gỗ à. Đi đồ đám thanh luôn, cuộc đời nó khổ không? Đi, gạo cũ mình đem đi phơi khô hay là hun khói nữa chứ? Thử cái phơi khô với cái hun khói thôi. Rồi, không được, chỉ có phơi khô thôi. Ủa, không được luôn. Bất kỳ trái chứ không phải là cũ à. Bây giờ thiếu 6 gỗ nữa. Quá.
đủ rồi mà ta. Nhưng mà ổng không chịu nói chuyện thì chắc ngày mai á. Thôi đi xuống đây đưa cái đống gỗ ra. Đây hả? Mà ta sao không ai chịu nói chuyện với mình nhanh vậy? Muốn chục gỗ mới được. Rồi bây giờ đi qua khu rừng ca hát tí rồi vậy. Game đúng khổ luôn, đi làm cu đi. À, mai mốt mình có thú cưỡi rồi. Vì mục tiêu cưỡi thỏ được không ta? Nuôi thỏ mà cho nó làm cái gì bây giờ? Mấy thỏ đâu hết rồi? Mốt trên rồi. Thỏ đây, thỏ là chị Hằng Nga đây. Chúng ta đã có một con thỏ hoàng kim, mỗi con này được con quỷ gì nó. Bắt cái con bự bự để tí nữa mình còn cưỡi được. Lại đây mấy cưng. Vậy là lên hai team là được rồi á. Gì heo mâm xôi con này chưa nghe nhạc, bây giờ thì nghe. Chưa được, chắc chưa có cái yên.
con này nhỏ quá, không chơi. Chơi con bự, bự con nào. Ủa con gì đấy? Sói hả? Mai mai hát cho nó. Đi làm cu ly không ăn không uống gì hết, có nhiều đồ đem đi donut hết. À, trăm đó anh em thấy chưa, cống hiến đều đặn mỗi ngày một cao lên xì cầu hả? Chắc chứ, năng lượng này quá mạnh nếu phủ nhận. Nói tốt không, cái nguồn năng lượng này tôi không thể nói được, nhưng nó rất quan trọng, chúng ta phải đi về hướng đó. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu. Cây cầu sẽ bắc qua dòng sông. Gin nói chúng ta cần một cây cầu thì tôi sẽ xây dựng nó. Gỗ 33 chứ 7 gỗ nữa. Ê, tự nhiên cầm nước đổ xuống vậy. Này là nghệ sĩ đang vẽ cho cái cầu nè. Oka thì vẫn ngồi ở đống lửa. Ông này thì vẫn ngay cái làng của mình, đi về tưới cây rồi gọi ông luôn. Chụp hút.
Đây cây lớn rồi đây. Ơi, con sức chăm bẩm. Không có hệ thống tưới tiêu tự động gì hết, làm tay nó đúng cực luôn. Rồi cháu đi đây, bye bye ông. Ủa bữa nay có gì đâu mà làm, đợi 2 ngày nó không nghiên cứu chứ, nên chắc đi chặt cây thôi. Rồi, đi làm tí cá ha. Bắt đừng con hả? Hết thể lực luôn rồi. Đợi 2 ngày nữa, 2 ngày nữa ông mới nghiên cứu xong. Nay thì chắc không có donate gì đâu. Đi cây
cũng vẫn đang xây cầu của bạn. Qua chào hỏi ông Tiến. Còn thiếu 20 gỗ nữa. Ok. Đây là cái nhà của mình, còn 2 ngày nữa. Nãy giờ đi ăn nhờ ở đậu hay ông bà nuôi hoài. Bây giờ chúng ta đã có cái nhà riêng để tự lập rồi. Đây, nhà chúng ta đây. Cá này cá hun khói. Cá khô thì 30, cá hun khói thì nó tới 36 lần. Nên tí nữa ưu tiên làm hun khói. Rồi, giờ về đi ngủ. 2 ngày nữa chúng ta có nhà. Có thể là cưỡi được thú luôn á. Rồi, gia tộc mình đã xây xong cây cầu qua bên kia khu rừng. Có gì bánh không? Không muốn đi đâu. Bạn đã cho ban nguyên chết đến đây. Chúng ta bước vào khu rừng này. Thấy ghê quá vậy. Cho em về. 12 giờ đêm đi vô khu rừng. Không khí ở đây là dày đặc cái năng lượng luôn. Tôi cảm thấy trái tim vụn vỡ rồi. Gì đây? Không. Giọng nói của ba cha nằm trong những bức ảnh này. Tôi nên suy nghĩ về chúng. Ngồi thiền với nhau à? 2, 4, 6, 7. Mệt mỏi và buồn bã, ba cha đã làm rung chuyển trái đất để cho thấy những gì nó đạt được bằng cách chúng ta có thể cộng tác với nhau.
khi mà cơn động đất xảy ra, nó là người đã đẩy chúng ta đến vùng đất này. Pha cha đưa cho bạn nhật tổ và chúng tôi tìm thấy điều này kết nối, nó phải có liên quan đến nhau. Cô ấy yêu cầu sự giúp đỡ của chúng tôi, cần phải xem nó là cái điều gì. Ngồi game này 1 tiếng rưỡi 2 tiếng này. Đây, xong cái này chắc là chúng ta hoàn thành được cái giai đoạn 2 của game. Rồi giờ về thôi mấy anh ơi. Hàng ngày ban mặt kéo nhau cái khu rừng âm u như làm cái gì không biết nữa. Rồi thì đang xây nhà cho mình. Hôm nay thì đã chế tạo cái hạt giống mới. Cháu về đây. Nhà của cháu đâu ông ơi? Đây, bây giờ ông này sẽ làm cái nhà kho nhỏ, có nơi ngủ và nước cho nên nó uống. Bây giờ mình có thể đi tìm mấy con thú rồi nè. Mời nó về căn nhà này. Nó sẽ đến và sống trong đó. Động vật thì cần phải ăn mỗi ngày. Ngoài ra thì còn để là cho nuôi nó nữa. Mình thì có thể làm cái máng thức ăn cho nó. Thức ăn có thể được đắp bày bằng chất xơ và ngũ cốc. Động vật không cho ăn vào ngày hôm trước sẽ đói và không muốn tương tác với mình nữa. Động vật đói thì có thể được cho ăn bằng tay để giảm bớt cơn đói của chúng vào ngày hôm đó. Cỏ khô cũng nhà kho cũng cần phải dọn sạch cái định kỳ. Nếu để nó bẩn thì con vật sẽ đau đớn và bỏ đi. Trời ơi, mắc nợ tôi nói gì á. Sáng đi tưới cây, tối đi trồng rau, chào cụ. Tôi đã kiểm tra nước và nó không khác gì ở những nơi khác. Gió cũng không thổi yếu hơn, nhưng mà thực vật thì phát triển rất là nhiều ở cái vùng đất này. Tôi ngửi thấy cái mùi kỳ lạ ở vùng đất, đặt một ít vào trong đó những chiếc bình để sử dụng chúng để lưu trữ những hạt trồng trọt. Nó phát triển. Bây giờ mình quyết định làm cái khu vườn ươm. Vườn ươm cây trồng. Kế nhà mình đi. Bắt đầu mình thành cái địa chủ rồi đó, gom đất ở cái vùng này, sau này đất lên giá mình bán nha. Xong phân lô bán nền nghĩa là sống. Tôi đang phân loại những hạt giống mà chúng tôi đã tích lũy cho đến khi cargo hoàn thành, bạn có thể diệt qua cái hạt giống đó. Mua như cha hát. Ông đừng có chọn hạt giống với cháu nha.
Tội nghiệp ông già vừa xây cầu, vừa xây nhà, vừa xây cái vườn luôn. Đúng là khó khăn luôn. Ý quên mất tiêu ông này. Thịnh vượng mới là chạy được cái đó, gia tộc của mình mới có 9.200 thôi, chắc là mai là đủ á. Rồi bây giờ đi mời mấy con thú về, chắc là mời nó về tôi nghĩ luôn. Chúng ta đã có nhà, có đất, có giường, có cây rồi. Ủa cái đó xây xong đâu mà đi mời, đi về ngủ. Này không có donate gì nha, hết tiền rồi. Cụ đừng có dọn trái cây của cháu nha cụ. Cháu đi ngủ đây. Hôm qua làm nhiều nay cháu đi ngủ sớm. Mười ngàn, xong. Thêm một số nhà sắt trang trí ngôi nhà của mình. Đã có nhà riêng. Trời mưa nữa rồi. 6-3 ngày. Ngày gì đó, cái ngày gì mà vô ngôi nhà mới đó thì trời đã mưa. Một túp lều chanh với hai trái tim vàng thiệt á. Mình có thể nấu ăn. Công thức phụ thuộc vào những cái đồ dùng mình có, chọn cái món ăn và nấu. Cà tím vào vừng. Nhà đúng nghèo luôn. Cái bên này đang xây à, nên coi cái gừng cây của mình đây. Chín nè. Cái này vẫn chưa xây xong nữa. Rồi nói chuyện với các em mà vẽ tranh á. Đây làm tiếp này đi cũ. Cống hiến của làng mình 10.000 rồi, đúng rồi. Tôi phải cưỡi được con thú mới được. Trong này phải không? Nhìn cái nhà có cặp sừng là thấy giống giống rồi đó. Hết vô tủ rồi. Tại lội bộ lên.
hai ngày nữa mới xong. Mình bây giờ đi ngủ 2 ngày. Đi ngủ thôi. Ủa có nhạy riêng rồi mà quên. Ăn nhỏ ở đậu riết quen rồi. Don 10 ngày rồi. Thôi đi ngủ ngày nữa. Đi ngủ ngày nữa mới có cái yên cưỡi. Chết rồi, quên thứ cây rồi. Ây da, đẹp. Cái này là cái vườn ươm của ông mà ông ngoại nuôi của mình thôi. Cái chuyện gì sầu đời đây bà? Tôi đang nghĩ gì quá ca, anh ta đứng dậy với ngọn núi và đi ngủ ở phía bên kia. Chúng ta có thể tôn vinh anh ấy bằng cách theo dõi cái bóng của anh ấy hàng ngày, một sức mạnh tiềm ẩn để làm điều đó. 50 đá. Nhận biết thời gian. Rồi, đủ 50 cho cụ luôn. Ca ở đâu? Vẫn là cái chỗ ngồi quen thuộc đó anh ấy. Chỗ cũ. Thank you.
Rồi bây giờ đi gặp Vaka, chắc là thanh niên đó cái ông khởi săn đó có cho mình cái yên xe này, cái yên cưỡi thú này. Đây. Đó. Không có yên lắm, chỉ nói suông vậy là được hả vậy? Chưa chặt được mấy cái hạt công rồi đó nè. Hoàng Kim đã tin tưởng, bây giờ mình có thể mời nó về cưỡi đường thỏ không? Đấy, ủa con thỏ đâu? Chắc nó về nhà mình luôn rồi đó. Mấy con này thì chưa hiểu gì cả. Lấy bấm độn vô nó coi. Nên là con game nông trại á, chứ anh em chơi mấy game sinh tồn rồi vô bay mấy con này hết à. Những mẫu thịt quý giá của chúng ta đang di động. Mấy con này nó không hiểu hả ta? Hôm qua mình thổi sáo cho đủ cái danh mà.
Còn mấy con sói đâu ta? Hôm qua có mấy con sói nó nằm đây nè. Mấy bữa trước rồi á, quên. Con dê của mình đâu rồi? Dê ơi, chở chị mày dê ơi. Kìa, nói là về còn ve với dân làng luôn đó nhá. Đi tính lên đây thổi vào mấy con sói nó nghe. Dân làng nhìn này. Nhìn đang thì sợ chỉ bay chưa. Đi thăm cái khu rừng của mình cái. Không biết đang chạy con heo nào. Nó làm cái gì? Ấy, tôi muốn cưỡi con kia hơn. Ôi ơi, đấy nó ăn cái cây, đừng có ăn. Game này coi như là ổn rồi đó. Đây, hôm nay chơi đến đây thôi. Hôm nào có thời gian thì chơi tiếp game này. Bọn game lông chạy rất là đáng chơi nha. Đi ngủ cái cho sếp game đó. Mùa xuân 12 năm 1 tháng 12 đúng tháng này luôn. Rồi ok bye bye anh em. Và để coi cái cảnh này cái. Nhưng bây giờ đã đào được cái đường qua bên kia xong rồi. Chắc là mở ra cái khu vực mới. Hello, Cap.
Chúng tôi đã nghe thấy danh tiếng Tú thì tự hỏi chuyện gì xảy ra. Cái này chắc là ở làng bên. Đây, tôi là Kene và bạn đây. Khách. Từ bố của tôi bút và mẹ của tôi in ra. Cả làng đi phiêu luôn à. Thủ lĩnh của người Yukan. Những người mới, bạn phải gặp những người khác. Chúng ta có thể chia sẻ những cái thứ quan trọng với nhau. Muốn chia sẻ gì chúng tôi? Chia sẻ thần nguyên cho các bạn. Tôi không muốn tranh cãi nhờ thứ 100, nhưng chúng tôi không phải là Mogani. Nhưng đám cháy lớn đó, chúng tôi đã gặp một ba cha anh trước đây, bạn thân mến. Họ đi theo những cái cây, là tức cái tộc mình đi theo cây ba cha. Chúng tôi chưa gặp bất kỳ người Mogani nào. Vậy thật sự là không phải à? Những người đó thì có găng nanh, trông rất là vô lý. Game này thì không có cơm bát đâu. Game này nó chiêu chiêu thoải mái vậy thôi. Họ có một nỗi ám ảnh là rất là sợ lửa. Thôi, dân làng này bên kia thì sang cảnh báo mình thôi. Tưởng nhầm mình là cái tộc Malia vậy đó. Hai bên chào hỏi khách. Rồi bây giờ họp. Ok, bye bye anh em. Chờ đến đây được rồi. Thổi sáo cái gì? Bye.